Trước khi vào video, bỏ ra 3 giây để like và đăng ký giúp mình nhé. Tại một căn phòng nhỏ có ba ông anh đang chơi đoán bài ăn tiền, nhưng với thân phận đệ tử của Tiến Bịp thì nam chính đoán chúng liên tục. Hai ông anh kia sau khi thua sạch tiền thì ôm đầu rời đi. Lúc này một cô gái xinh đẹp tìm đến, Haruka nghe chị Sakurano kể Iakumo có sức mạnh siêu nhiên và rất hiểu biết về ma quỷ. Cô ấy còn nhờ Iakumo giữ kín chuyện vì nó xảy ra trong ngôi trường cũ khoảng nửa tháng trước vào đêm tổ chức tiệc chia tay các anh chị khóa trên mọi người tổ chức trò chơi để kiểm tra xem ai là người gan nhất karuka cùng 6 người khác đã đến ngôi trường cũ họ phá khóa để đi vào căn phòng cấm tưởng không có gì đáng sợ thì đột nhiên có tiếng động giận người vang lên chị gái thấy sợ liền bảo mọi người chụp ảnh nhanh nên rồi rời đi nhưng chưa kịp chụp thì những cái bóng của bọn họ bắt đầu tự di chuyển rồi tấn công một tiếng thét vang lên dưới ánh trăng sáng 10 ngày sau trong lớp học mỹ bỗng dưng bị ma ám rồi được đưa đến bệnh viện sau đó cả kazuhiko cũng bị ám và nhảy từ tầng thượng xuống nhưng Haruka chỉ được nghe kể lại và không được tận mắt chứng kiến, vì vậy anh nói không thể khẳng định Kazuhiko bị ám được. Haruka muốn nhờ Iakumo trừ tà hoặc thanh tẩy giúp mỹ ký, ông anh liền giơ tay ra đòi 25.000 yên gồm cả thuế. Anh còn muốn Haruka thanh toán trước 10.000 yên, vì hai người không phải bạn bè hay người yêu lên Iakumo mới đòi tiền. Lúc này Haruka nhìn mấy lá bài và tiền trên bàn thì phát hiện đó là trò bịp của anh. Khi Haruka đang định rời đi thì Iakumo bất ngờ muốn giúp, anh tiết lộ việc mình thật sự có thể thấy những hồn ma cho Haruka biết và thậm chí còn nói chuyện được với chúng tuy nhiên iakumo không có khả năng trừ tà hai thanh tẩy anh chỉ nhìn thấy chúng mà thôi nếu những linh hồn đó chịu nói chuyện có lẽ bọn họ có thể cứu mỹ ký nhưng haruka tưởng iakumo muốn lừa mình liền muốn rời đi lúc này anh mới nói rằng haruka có một người chị tên ayaka và cô ấy đã chết do tai nạn xe lúc này haruka mới khựng lại sau đó cả hai cùng nhau đến chỗ mỹ ký bác sĩ nói mạng sống của cô ấy đang gặp nguy hiểm và bệnh viện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra việc này iakumo sau khi nhìn thấy bốn cái đầu đang dính lấy cơ thể của mỹ ký anh đã nói chuyện và hỏi về người nào đó khi rời khỏi bệnh viện Iakumo nói với Haruka rằng Mỹ Ký đã bị ma ám, tất cả đều là những cô gái bị sát hại. Những linh hồn thường tụ tập ở những chỗ chúng chết hoặc quanh thi thể, tất cả họ đều bị giết trong căn phòng cấm đó, và xác vẫn còn ở bên trong. Buổi tối Haruka nhận được tin Yuichi đã chết, thầy giáo tiết lộ anh ta cũng bị giống Maki và đã tự tử, đang trong giảng đường anh ta đột nhiên trở nên bất thường. Rồi sau đó nhảy khỏi tàu trên đường về nhà, thầy giáo đã biết Haruka cùng ba người khác nẻn vào căn phòng cấm, ông ấy còn bảo Haruka coi như không có cuộc trò chuyện này. Còn Iakumo đứng bên cạnh đó bắt đầu nghi ngờ, khi hai người định chia tay nhau thì anh lại đi theo. Haruka tưởng Iakumo đi nhầm đường nhưng anh nói muốn đưa cô về, Haruka thấy vậy liền nói mình có thể tự về một mình được. Lúc này Iakumo mới tiết lộ Haruka cũng là mục tiêu, một con người đang nhắm tới cô. Iakumo nói Haruka không lên ra ngoài một mình vào ban đêm, sáng hôm sau hai người đến ngôi trường cũ nhưng bảo vệ lại không cho vào. Ông ta nói họ phải xin phép thầy Takaka trước. Trên đường về Iakumo phát hiện ra nơi chôn đồ dùng của học sinh. Sau đó hai người theo dõi ông thầy giáo tại một quán cà phê, lúc này Iakumo nói với Haruka rằng người đã giết những cô gái, rồi ngụy trang cái chết của bạn Haruka thành tự tử chính là Takauka. Để chứng minh Iakumo đã lấy chiếc cốc mà ông thầy giáo dùng, sau đó anh giao những thứ đã tìm được cho gỗ tu để mang đi giám định, trở về phòng câu lạc bộ hai người đang đợi kết quả từ ông chú. Vì đợi hơi lâu nên Haruka muốn đi giải quyết, vừa ra đến cửa nhà vệ sinh thì trong góc tối gần đó xuất hiện một bóng người. Ở chỗ chú gỗ tu cũng giám định xong, dấu vân tay ở chiếc cốc trùng khớp với đồ mà Iakumo tìm được trong rừng những dấu vân tay còn lại đều là của các học sinh bị mất tích thấy vậy chú gỗ tu liền gọi cho iakumo nhưng không có ai bắt máy còn anh vì đợi haruka quá lâu lên đã đi tìm iakumo phát hiện túi sách của cô ở cửa nhà vệ sinh và được một hồn ma chỉ đường haruka sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang bị trói vào ghế còn ông thầy giáo thì đang đứng trước mặt lúc này iakumo cũng tìm đến nơi và cởi trói cho haruka nhưng vừa xong thì Takauka đứng phía sau đánh một cái thật mạnh vào gáy của anh lúc này kính áp tròng rơi ra để lộ một mắt màu đỏ nó giúp anh nhìn thấy những hồn ma đã chết và ý nguyện của chúng thấy vậy ông thầy giáo rất hoảng hốt iakumo nói rằng linh hồn của những cô gái dưới tầng hầm vẫn đang chịu đựng đau khổ takaoka liền chạy đi rồi dùng xăng đốt cháy căn nhà nhưng chưa đi được xa thì chú gỗ tu đã bắt ông ta lại ngọn lửa ngày một lớn lên iakumo đề nghị chạy lên sân thượng để đợi nếu họ nói với những linh hồn rằng takaoka đã bị bắt chắc chắn linh hồn sẽ rời đi và mỹ ký được cứu haruka cảm thấy hơi buồn vì kazuhiko với Iuchi sẽ không bao giờ trở lại lúc này iakumo mới hỏi tại sao haruka lại đến đây với bạn vì trong cô không giống loại người làm những chuyện thế này Haruka nói cô đã nghe được tin đồn rằng có người nghe thấy tiếng đàn bản số 3 của Chopin phát ra từ căn phòng cấm. Đó chính là bài nhạc mà chị cô hay chơi nhất khi học piano và tất cả mọi người đều thương chị ấy. Lên Haruka đã chọc tức người chị một chút. Nhưng điều đó lại dẫn đến cái chết của người chị. Haruka cảm thấy bây giờ chị gái rất căm hận mình. Nhưng Iakumo lại phủ nhận điều đó. Anh tiết lộ chính chị gái Haruka là người chỉ chỗ của cô. Nghe xong Haruka rất vui và muốn gặp chị mình. Thấy vậy Iakumo bảo cô hãy nhắm mắt lại. Sau đó Haruka đã gặp được linh hồn chị gái mình. Chiều hôm sau Haruka gọi Iakumo vì hai người đã hẹn cùng đến bệnh viện. Vì bị phá giấc ngủ lên ông anh hơi cáu bẩn. Khi nhìn vào tủ lạnh của Iakumo Haruka nghĩ anh không hẳn sống ở đây. Anh nói mình cũng có nhà nhưng rất ít khi về. Và cái câu lạc bộ điện ảnh này cũng là giả. Iakumo đã chế ra bản danh sách thành viên rồi giao cho phòng quản lý. Sau đó cả hai cùng nhau đến bệnh viện thăm Mỹ Ký. Iakumo đã kể việc ca bị bắt cho những linh hồn nghe. Sau khi họ rời đi thì Mỹ Ký cũng đã tỉnh lại. Lúc này Haruka mới tin rằng Iakumo có thể nói chuyện với những linh hồn anh nói những linh hồn đã chết không phải quái vật cũng chẳng là yêu ma những linh hồn cũng từng là con người giống như họ tất nhiên đây chỉ là quan điểm của iakumo mà thôi nhưng anh có thể chấp một điều rằng linh hồn chính là những cảm xúc còn sót lại của người mất đi thể xác vì vậy Sài tu không chấp nhận việc phong ấn các linh hồn xóa sổ và hoàn toàn quên đi nguyện vọng của họ ngoài ra có những kẻ tự xưng là nhà tâm linh luôn lừa tiền người khác mặc dù họ chẳng thể làm gì hơn iakumo lúc này haruka mới nhớ đến 25.000 yên đã hứa cô muốn iakumo giáng đợi một thời gian để mình đi làm thêm trả anh nhưng Iakumo nói chuyện này đã được giải quyết vì bố Mỹ ký đã trả anh lúc ở hành lang bệnh viện rồi. Khi Iakumo nói mình là một nhà ngoại cảm chuyên trừ quỷ thì ông ấy nhét tiền vào tay anh. Haruka nghĩ việc đó cũng chẳng khác gì mấy tên bịp bợm mà Iakumo vừa nói, nhưng hoàn toàn khác vì anh đã thành công. Lúc này nhà xe thông báo đã đến cổng trường đại học Mây Xây. Thấy vậy Sài Tu liền nói rằng công việc của anh với Haruka đến đây là chấm dứt. Sau đó Haruka đi đến chỗ làm thêm, vì cô không cần trả 25.000 yên nữa nên muốn nghỉ việc ở đây. Haruka còn hỏi Nakahara về chuyện mà cô nghĩ mãi và xin ý kiến. Ông anh tưởng đó là chuyện tình yêu, Haruka ngại ngùng rồi nói đó là chuyện của bạn mình. Cô ấy không ngừng nghĩ về một người, đó là loại đàn ông an nói khó nghe, lúc gặp thì làm người ta tức điên lên và là một thiên tài. Nghĩ đến việc không còn cơ hội gặp người đó thì hơi cô đơn, nhưng ông anh chưa kịp trả lời thì chủ tịch ai xuất hiện, trong lúc chọn món ăn thì có điện thoại gọi đến. Nội dung nói về lời nguyện của cáo, trợ lý Kinimatsu nói có hai ngôi miếu thờ thần cáo ở trong thành phố. Ở phía tây là miếu Kagisuka, còn phía đông là miếu Tamasuka, chủ tịch Ai đã mua toàn bộ lô đất để xây một tòa cao ốc ở đó. Còn miếu Tamasuka sẽ rời sang phía tây gần Kagisuka. Tuy nhiên việc di rời gặp vài trở ngại bí ẩn, thiên hạ đồn rằng đó là lời nguyền của vị thần hộ mệnh bảo vệ ngôi miếu. Buổi tối trên đường về Haruka đã ghé vào đó, khi đang cầu nguyện thì một linh hồn xuất hiện phía sau cô. Haruka lập tức chạy xa khỏi đó, trên đường bất ngờ va phải thầy tu, ông ấy nói mình là em trai của mẹ Iakumo chú của cậu ta. Haruka kể với ông chú rằng mình đã thấy một hồn ma ngay gần bức tượng cáo, hóa ra mắt đỏ của sư thầy là giả iakumo gặp khó khăn trong các mối quan hệ sống và bị cô lập bởi con mắt trái ấy thế nên sư thầy muốn chia sẻ nỗi đau với cậu ấy haruka kể iakumo nói rất hiếm khi trở về nhà vì cậu ta nhìn thấy những linh hồn và nhà của họ là một ngôi miếu cho nên xung quanh có rất nhiều đây không phải một nơi êm ả dành cho iakumo trùng hợp thay hôm nay cậu ấy cũng đang ở đây sư thầy bảo haruka nên kể cho iakumo nghe về vụ ở tamasuka khi cô muốn đuổi theo thì phát hiện anh đang nói chuyện với một người khác hôm sau haruka đi làm về thì bắt gặp chủ tịch ai đang ở miếu ông ấy đến đây một mình vì muốn yên tĩnh. Lúc này đột nhiên tiếng cười vang lên, bóng đèn bị vỡ rồi thanh sắt bất ngờ bay về phía Haruka. Cũng may Iakumo kịp thời kéo cô ra chỗ khác. Hóa ra anh cũng đang điều tra ngôi miếu này. Đó là yêu cầu của một người đã nhìn thấy ma ở đây. Việc hồn ma tồn tại ở đây thì không đáng ngại. Tuy nhiên những thứ đang diễn ra không hoàn toàn do hồn ma, vì nó cũng chỉ là những dư âm của cảm xúc còn sót lại. Chúng không thể gây ra những hiện tượng vật lý. Gian giáo đã được di chuyển bằng động cơ điện. Đèn flash thì sử dụng thuốc súng. Tiếng cười phát ra từ loa giấu trong bụi rậm dây của chúng đều dẫn căn nhà nhỏ gần đó đột nhiên cánh cửa mở ra kunimatsu xuất hiện vì ông ấy không đồng ý kế hoạch dựng cao ốc ở đây lên đã lập ra lời nguyền giả để trì hoãn dự án kunimatsu muốn chủ tịch dừng việc này lại vì dù ông ta có làm gì thì kiniko cũng không thể sống lại thời trẻ chủ tịch ai cùng người yêu của ông định cao chạy xa bay vì địa vị của hai người trong xã hội này không thể dung hòa cho nên đó là lựa chọn duy nhất của ông tuy nhiên sự việc không trôi chảy như thế trước tối ai đã nhờ người làm của cửa hiệu chuyển lời xin hãy nói cô ấy đến đợi ông ở miếu phía tây buồn thay anh ta đã chuyển sai thông điệp cho nên hai người đã chờ ở hai phía ai thì ở phía tây còn kuniko lại ở ngay đằng đông này ai đã nhận ra nhưng thời đó đàn ông phải mạnh mẽ địa vị xã hội của cả hai quá khác biệt ông cứ đắn đo rồi không thể nào nhấc chân được một năm sau kuniko được cha mẹ gả cho người khác cô ấy mắc bệnh lao và chết khi vừa sinh đứa con đầu lòng vì vậy chủ tịch ai muốn hợp nhất miếu tamasuka và kagisuka iakumo nói việc đó không cần thiết và anh có thể nhìn thấy linh hồn và người đó vẫn luôn ở đây lúc này linh hồn kuniko mới xuất hiện để gặp chủ tịch lần cuối cùng rồi rời đi iakumo cũng tiết lộ người thuê anh điều tra vụ này là masaoka kime sau khi xem cuốn nhật ký của bà kuniko để lại cô ấy đã đến miếu tamasuka và nhìn thấy ma hôm sau tại sở cảnh sát một nữ nhà báo đến gặp gỗ tu để nói chuyện cô ấy đưa cho ông chú một bức ảnh chụp được linh hồn một cậu bé khi gỗ tu đến gặp iakumo thì haruka cũng đã ở đây từ sớm rồi hai người cùng nhau ngồi đợi iakumo về trong lúc đó haruka được gỗ tu kể rằng mình đã biết iakumo từ khi cậu còn đi học lúc đó gỗ tu đang trực tại đồn thì người đàn ông xuất hiện cảnh báo về việc một đứa trẻ sẽ bị giết lúc này iakumo cũng về đến nơi haruka hỏi tại sao anh không để lại lời nhắn nhưng iakumo cảm thấy không cần phải để cô biết đường đi nước bước của mình sau đó haruka kể rằng hôm trước do làm thêm giờ nên cô bị lỡ chuyến xe buýt cuối nên đã nhờ anh cửa hàng phó tất xuya trở đến trạm họ đi đường tắt qua một đường hầm nhưng khi vừa vào trong thì đột nhiên có nhiều hồn ma xuất hiện cũng may cả hai người họ đều không sao có vẻ như tất xuya không sợ ma hay những hiện tượng kỳ lạ thấy vậy ông chú gỗ tu lại bắt đầu trầm chọc Haruka nói hôm nay cô đến để nhờ Iagumo kiểm tra xem cô và Tất xuyên có bị ma ám hay không. Anh liếc một cái nói cô không bị làm sao cả còn người kia phải gặp thì mới nói được. Iagumo sẽ giúp với một điều kiện. Haruka còn tưởng anh lại đòi tiền. Ông chú ngồi bên cạnh cũng lên tiếng thay Haruka. Sau đó gỗ tu đưa ra tấm ảnh chụp linh hồn cậu bé cho Iakumo xem. Đó là một tiệm sửa xe bình thường. Chủ là Hayami mươi 38 tuổi. Cứ chia tiền ra thì thứ gì hắn cũng sửa. Tiệm này từng dính líu đến một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn. Sau đó thì nhiều vụ khác cũng được phanh phui mấy gã điều tra đã đến nhà tìm nhưng lúc đó hắn đã cao bay xa chạy rồi còn đứa bé trong ảnh là học sinh sống trong thành phố này nó đã mất tích cách đây hai tháng hiện vẫn chưa tìm ra vì vậy chú gỗ tu muốn nhờ iakumo nói chuyện với linh hồn đó tìm ra thông tin mới để bắt hay ami sau đó hai người đi đến chỗ trong bức ảnh để đào thử cuối cùng họ cũng đã đào được xác cậu bé lên theo giám định pháp y cái xác có nhiều đốm máu ở kết mạc và cổ cũng dính dấu vân tay bụng cái xác có các dấu lốp xe hơi một số cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương nhưng đó không phải là chỗ trí mạng tức là cậu bé bị xe đụng rồi sau đó chết do người khác xiết cổ. Lúc này cô nhà báo Kata gọi đến báo rằng tên chủ tiệm sửa xe đã bị bắt. Còn Iakumo sau khi kiểm tra thì kết luận Tất Xưa không bị sao cả. Ông anh còn khen căn phòng của Iakumo giống căn cứ bí mật của trẻ con. Tất Xưa hỏi về việc nếu mình bị ma ám thì Iakumo sẽ làm gì? đương nhiên là thương lượng với hồn ma đó vì anh không có khả năng trừ tà ma. Lúc này Tất Xưa đi tham quan căn phòng thì phát hiện bức ảnh hồn ma của cậu bé liền đứng hình. Lúc Haruka cùng Tất Xưa ngồi đợi thì Iakumo đã ra ngoài để gọi điện cho gỗ tu. Iakumo nói khi Tất nhìn thấy tấm hình thì sắc mặt anh ta thay đổi, ông chú tưởng đó là chuyện đương nhiên, nhưng theo lời Haruka thì anh ta rất bình tĩnh khi gặp ma ở trong đường hầm, Iakumo khẳng định không phải hồn ma làm anh ta sợ mà là mặt của đứa bé, như vậy có khả năng Tất biết tiệm sửa xe đó, hoặc có lẽ anh ta có dính líu trong vụ sát hại cậu bé, cùng lúc đó gỗ tu nhận được lời khai của Hayami, đúng như lời Iakumo nói Tất chính là kẻ thù ác, hai tháng trước anh ta tông phải thằng bé, hắn yêu cầu Hayami sửa chiếc xe, và ngụy trang đó là vụ tai nạn rồi giết thằng bé xong chôn xác khi Iakumo về phòng để giữ chân anh ta nhưng bất ngờ không có ai cả. Lúc này Haruka đang đi cùng với Tất Xuyên thì Iakumo gọi đến. Haruka vẫn còn giận về lời nói lúc sáng của anh lên không muốn nghe máy, nhưng lúc này Tất Xuyên bất ngờ không cử động được cơ thể của mình. Còn Iakumo cùng chú gỗ tu đang tức tốc đuổi theo bọn họ. Một lúc sau thì cũng đuổi kịp hai người bọn họ. Iakumo muốn chú gỗ tu đến gần để anh nói chuyện với thằng bé, nhưng nó lại quá cố chấp không muốn dừng lại. Nếu tốc độ cứ thế này thì khi vào cua chắc chắn sẽ có tai nạn xảy ra. Lúc này chú gỗ tu đạp mạnh chân ga vượt lên phía trước chặn chiếc xe lại cả hai xe lê dọc theo vào trong đường hầm sau khi kiểm tra haruka không sao thì iakumu liền đuổi theo thằng bé nó đang bị các hồn ma khác kéo đi dường như thằng bé đang muốn iakumo cứu mình nhưng anh đã từ chối haruka chạy đến thì chỉ còn iakumo đứng đó một mình đôi khi anh cảm thấy rất mệt mỏi cảm giác như chẳng thể cứu được ai cả haruka hay linh hồn của cậu bé iakumo chỉ biết đứng nhìn chẳng làm gì hơn được sau đó haruka mang hoa đến chỗ cậu bé bị tai nạn lúc này sư thầy và nao cũng mang hoa tới chú ấy bảo thực ra iakumo đã nhờ mình làm việc này cậu ấy muốn chú làm gì đó để những linh hồn ở đây có thể rũ bỏ thế gian này haruka còn kể về việc iakumo mình thấy mệt mỏi sư thầy nói rằng mình chính là người đặt tên cho iakumo thật ra nó là một từ cố ám chỉ những đám mây dày khi sư thầy nhìn vào con mắt đỏ của iakumo chú nhìn thấy vô số những thách thức đang chờ đợi cậu trong cuộc đời giống như những đám mây che phủ đi ánh dương kèm theo đó là mong ước iakumo sẽ không bao giờ đầu hàng sư thầy chắc chắn cậu sẽ vượt qua mọi thử thách tiếp diễn sau này haruka cũng vậy vì cô rất muốn giúp iakumo cùng lúc đó trên sân thượng cu cậu cũng đang ngồi hóng gió ngắm bầu trời hôm sau ở bờ sông sắc của một cô gái học sinh được người dân phát hiện cảnh sát và pháp y đã đến và khoanh vùng sau khi xem qua ông chú nói trường hợp này cũng giống như vụ lần trước cũng có sợi dây buộc vào chân nạn nhân điểm duy nhất ông chú không thể lý nổi ở vụ này với lần trước là khuôn mặt đây là nạn nhân thứ hai biểu hiện cảm xúc sợ hãi đến như vậy có khả năng là do một tên sát thủ hàng loạt gây ra lúc này một đồng chí báo rằng vụ việc đã đến tai giới truyền thông đó là một cô gái tên Hashimoto Rumi cũng đang mất tích ở sở cảnh sát đang bàn tán về việc chú gỗ Tu bị sa thải. Lý do là ông chú đã không nghe theo lệnh của cấp trên, lại còn dính vào mấy vụ án mà mình không có phận sự. Mặc dù đã bị giáng chức nhưng ông chú vẫn nói chuyện với cấp trên rất thô lỗ. Ở quán cà phê Haruka đang nói chuyện với một người bạn. Cô ấy được Mỹ ký chỉ đến và muốn nhờ Haruka giúp, còn Iakumo đang nhìn chiếc vòng cổ rồi nhớ lại chuyện gì đó thì phải. Lúc đó tiếng gõ cửa vang lên đó là Haruka. Khi vào trong cô ấy phát hiện chiếc vòng của Iakumo và khen nó rất đẹp. Iakumo nói đó là của mẹ anh ấy. Haruka thấy vậy liền hỏi về mẹ của cậu, nhưng Iakumo lại thắc mắc về việc Haruka gọi thẳng tên của cậu, vì ông anh không muốn Haruka bỏ hậu tố nhân xưng đi. Lên cô ấy đã quyết định gọi anh là Iakumo-kun, lúc này đột nhiên chú gỗ tu gọi điện tới. Iakumo nói với anh trên đời này có hai loại người, một thì thấy con mắt trái của anh kỳ quái, còn lại là muốn lợi dụng nó để trục lợi. Và chú gỗ tu thuộc dạng thứ hai, vì Iakumo không nghe điện thoại lên gỗ tu đã chạy đến tận đây, lúc này có một người nữa bước vào đó là IC cộng sự mới của gỗ tu. Thấy vậy Iakumo cho ông anh kia một lời khuyên chân thành. Sau một hồi tán phét gỗ tu mới tiết lộ lý do đến đây. Ông chú muốn Iakumo theo mình đến một nơi, sau đó Iakumo đi cùng với gỗ tu. Trên xe ông chú kể lại mọi chuyện cho Iakumo nghe, khoảng 5 ngày trước gỗ tu nhận được thông báo có hai người ngã quỵ trên đường. Một người là Hajikata Makoto nhà báo tin tức địa phương của tờ Hokuto, còn lại là Andu Takashi, 43 tuổi lúc đó hắn đã chết. Nguyên nhân là do sử dụng thuốc quá liều dẫn đến tim ngừng đập. Vì sản xuất ma túy trái phép mà tên này đã bị bắt vào 3 năm trước nhưng vấn đề lại nằm ở cô nhà báo. Theo gia đình thì hiện Makoto đang bị mà ám. Vì vậy sở cảnh sát mới bắt đầu quan tâm đến những vụ kỳ dị một cách nghiêm túc. Khi đến nhà cảnh sát trưởng Iakumo cùng gỗ tu đi vào. Còn Haruka thì đang đi theo chỉ dẫn của bạn đến một ngôi mộ cạnh bờ sông. Đang ngồi thì bỗng dưng cô phát hiện dưới nước có một linh hồn. Người này cô nói với Haruka điều gì đó nhưng cô không thể hiểu được. Sau khi vào gặp cảnh sát trưởng xong thì Iakumo mới phát hiện hồn ma nhập vào cô ta chính là tên Andu Takashi và hắn đang cố chiếm lấy cơ thể của Hajikata theo như những gì iakumo biết thì andu không thể làm vậy cơ thể của hajikata phản ứng lại linh hồn của hắn nếu cứ tiếp diễn thì hajikata sẽ yếu dần rồi chết đi iakumo cũng không chắc với việc có cứu được hay không nhưng phải kiểm tra xác của hắn trước thấy vậy gỗ tu liền dẫn iakumo đến gặp bác sĩ ông ta nói sở thích của mình là về cái chết của con người và đặt ra rất nhiều các câu hỏi về linh hồn cho iakumo nhưng đang nói thì bị ishi chen ngang còn haruka một mình tới gặp kinosuta còn vật dụng cá nhân của andu đã được gia đình đem về cùng với thi thể của hắn vì còn bận với vụ giết người hàng loạt lên bác sĩ đã rời đi trước, còn IC được gỗ tu điều đi tìm vật dụng cá nhân. trong lúc điều tra, Iakumo bảo gỗ tu lên tử tế hơn với IC một chút, vì dường như anh ta có ý gì với ông chú thì phải. nghe xong ông chú còn tưởng IC bị gây cơ mà ảo thật đấy. đúng lúc này anh dai kia cũng quay lại và những thứ họ có từ Andu chỉ là hai cái chìa khóa và một quyển sổ. Iakumo mở cuốn sổ ra xem thì thấy một bức ảnh, cô gái đó tên Ayaka vì nó được ghi trên móc chìa khóa trong ảnh. gỗ tu lại sai IC đi điều tra một chiếc chìa khóa bọn họ đã đến gặp bố của Ayaka một bác sĩ, tình cờ ông ta lại biết cả tên của mẹ Iakumo là Saitu Azusa. Còn Haruka sau khi tỉnh lại thì bắt gặp ba người đang nói chuyện, không ngờ ông bác sĩ lại là người đỡ đẻ Iakumo. Ông ấy hỏi về sức khỏe của Azusa nhưng bà ấy đã mất tích hơn 20 năm rồi. Từ khi người mẹ đó cố giết chết Iakumo, trước đêm ác mộng đó bà vẫn là một người mẹ tốt. Đến hôm nay anh vẫn chưa hiểu tại sao mẹ của mình lại làm thế. Iakumo hỏi bác sĩ về phản ứng của mẹ mình khi nhìn thấy con mắt đỏ này. Ông ấy run rẩy kể lại khi Azusa nhìn thấy nó bà ấy đã tỏ ra sợ hãi lúc này Iakumo mới nhận ra mình chỉ là một đứa con hoang khi anh rời đi còn gặp Haruka đứng ở ngoài nhưng chả thèm để ý Iakumo đi đến bờ sông định ném chiếc vòng đi thì bị Haruka ngăn lại anh đã tức giận đẩy cô ấy ngã Haruka trách Iakumo vì luôn chịu đựng nỗi buồn và cay đắng một mình cô không cần biết lý do là gì nhưng Azusa vẫn luôn là mẹ của anh nghe xong Iakumo đã xin lỗi Haruka rồi tặng cô chiếc vòng buổi tối hai người đang đi dạo nói về hồn ma mà Haruka đã thấy lúc này chú gỗ tu cũng đã tìm đến nơi hai người đang thắc mắc tại sao haruka lại ở phòng mạch của bác sĩ cô ấy nói vì có một người bạn nhờ đến xem thử vì người đó bảo ở đây có ma nên haruka đã đến một mình để điều tra rồi bị rớt xuống iakumo cũng nhìn thấy được điều gì đó ở nơi này khi cảm nhận xung quanh đây lúc này trở về phòng khám họ đang điều tra về một người phụ nữ bị ma ám sau cuộc điều tra dài hơi manh mối sót lại dẫn đến phòng khám hóa ra tên andu là đàn em của bác sĩ sau khi tốt nghiệp hai người vẫn hay liên lạc với nhau còn chuyện xảy ra với ayaka ngày hôm đó một cơn bão lớn ập tới sau khi tan học thì cô bé ngã xuống dòng nước giữ khi trên đường về nhà. Iakumo nói anh đã thấy linh hồn của Ayaka, cô ấy vẫn còn ở đó miệng không ngừng nói dừng lại đi. Khi nghe chuyện đó bác sĩ có vẻ rất đau buồn, còn si đi điều tra một chiếc chìa khóa, khi mở hòm đồ ra phát hiện một cái túi chứa rất nhiều tiền bên trong. Trên đường trở về bỗng dưng Iakumo bảo dừng xe, anh chỉ tới gần đó ở con đập có ký hiệu giống với chiếc chìa khóa. Khi vào trong thì phát hiện có một cô bé đang nằm ở đó, ngay lập tức cảnh sát đã đến để phong tỏa hiện trường, còn cô gái đó là Hashimoto Rumi chính là một nữ sinh bị mất tích. Sau đó ở bờ sông Haruka lại gặp được thầy Isin, ông ấy lại đến để an ủi những nạn nhân trong vụ án vừa rồi, đang nói chuyện thì nao luôn chăm chú vào cái vòng. Haruka kể rằng Iakumo đã nhờ cô giữ hộ, thầy Isin cũng đồng ý mà muốn Haruka đeo nó đến ngày Azusa quay lại. Buổi tối Iakumo cùng chú gỗ tu đến phòng pháp y, ông ta đưa ra những hình ảnh tự chụp tại hiện trường, trong khi đang nói chuyện thì chú gỗ tu phát hiện một bức ảnh. Nó làm cho Iakumo khá bất ngờ, còn Haruka một mình tới gặp Kinosuta thì bị vợ ông làm cho ngất đi bọn họ muốn dùng cô làm vật chứa linh hồn cho con gái mình trên đường đến phòng khám iakumo nhận được điện thoại của haruka nhưng trong đó lại là một người khác cô ta nói haruka sẽ chết vào tối nay thấy vậy iakumo bảo chú gỗ tu tăng tốc đến đại lộ số 7. anh nghĩ việc họ gặp bác sĩ kinoshita không phải là trùng hợp tất cả mọi việc đều do ông ta sắp đặt chỗ cây cầu kinoshita đang thả haruka xuống dưới sông cũng may iakumo kịp thời nắm lấy tay cô ấy thấy vậy ông ta liền thả cục đá buộc vào chân haruka xuống chú gỗ tu chạy tới kéo lại thì bị ông ta đánh gục sau khi Haruka rơi xuống sông Iakumo cũng nhảy xuống tìm. Cũng may chiếc vòng phát sáng giúp anh tìm thấy Haruka, nhưng khi bắt được Kinoshita thì Iakumo lại muốn đưa ông ta về phòng mạch. Lúc sau tất cả mọi người đều có mặt, Iakumo nói linh hồn của tên Andu bảo rằng Kinoshita giết hắn. Ông đã nhìn thấy linh hồn của Ayaka, nhờ vào khả năng của hai người có mắt đỏ. Hắn nói nếu Kinoshita giết một cô gái trạc tuổi với Ayaka, thì linh hồn cô bé có thể nhập vào xác và sống lại. Còn tên Andu chính là người cũng có thể cung cấp các cô gái trạc tuổi Ayaka nhưng tên Andu lại liên tục đòi tiền và uy hiếp Kinoshita, cho nên ông đã bỏ thuốc độc vào nước của hắn. Iakumo đưa ra tấm ảnh hai cô gái bị giết và những cái xác này khi chết mà vẫn cười, vì Ayaka đã nhập vào thể xác của họ. Haruka nói mình cũng đã gặp linh hồn cô bé, trong lúc chìm ở dưới sông thì cô bé đó đã nhập vào cơ thể Haruka. Và mong ước nặng trĩu trong tim của Ayaka là muốn Kinoshita dừng lại, cùng lúc đó linh hồn của Andu đã rời khỏi người của Hajikata, xong việc trên đường trở về. Còn Iakumo thăm tấm bia của Ayaka, bất ngờ bên bờ sông đối diện chính là bố của anh. Sau đó Iakumo cùng Haruka trở về nhà. Hôm nay có một ông anh vừa trúng quả Việt lót tậu ngay căn chung cư mới. Nhưng điều bất ngờ là trong đó đã có sẵn một cái gương. Ông anh cò nhà nói rằng chúng được gắn cho mấy chị em. Nhưng khi đang nói chuyện thì trong gương có gì đó chuyển động mà họ không để ý. Khi dọn vào đây ở thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Hôm sau ở quán cà phê Haruka đang ngồi nói chuyện cùng bạn mình. Họ nói về việc trao đổi nhật ký cho nhau. Rồi Mỹ ký nhắc đến việc Haruka luôn không quan tâm đến quần áo và vẻ bề ngoài. Thấy vậy cô nói mình đã mặc đẹp và trang điểm theo ý mình rồi, nhưng ý của Mỹ Ký là Haruka không chú ý khi có người nhìn cô. Mỹ Ký còn khuyên lên mặc sao cho mấy ông anh thấy cô đẹp và dễ thương như nào. Hai cô bạn ngồi cạnh thì muốn trải nghiệm cảm giác khi có bạn trai, nhưng mải kể quá Haruka không biết là hai cô bạn đã chạy đi từ lâu rồi. Sau đó Haruka lại chạy đến chỗ Iakumo, vẫn như mọi lần ông anh vẫn luôn cảm thấy không vui lắm. Iakumo còn bảo Haruka dạo này mập ra khiến cô hơi dỗi, dù giả vờ bỏ đi nhưng Iakumo biết là có chuyện lên Haruka mới tìm đến đó là chuyện của Desu tá và căn chung cư mới mua anh ta muốn nhờ Iakumo đuổi con ma ở trong đó đi chắc chắn họ phải đến căn hộ để xem qua nhưng trước đó Iakumo muốn đi gặp tên môi giới vì lý do nó quá rẻ lên anh dai mới cảm thấy nghi ngờ hai người cùng nhau đến gặp tên môi giới Iamuko giới thiệu mình là một nhà tâm linh được sinh viên năm hai đại học Mây Xây tá thuê nhiệm vụ của anh là giải quyết những hiện tượng siêu nhiên lúc này tên môi giới mới nói căn hộ đó làm họ rất đau đầu còn ông chú gỗ tu đang ngồi xem mấy đứa trẻ vui đùa bỗng dưng một anh cảnh sát đi đến muốn kiểm tra chứng minh thì anh ta được người dân báo có người lạ mặt cơ mà khi dơ chứng minh ra thì lại là đồng nghiệp bên này tên môi giới mới nói ra sự thật rằng một năm trước cô gái siobara kimiko đã chết ở đó chính ông anh là người đầu tiên phát hiện vụ việc theo điều tra của cảnh sát thì kimiko chết do bệnh bẩm sinh từ đó hồn ma bắt đầu xuất hiện ở căn chung cư sau đó hai người đến chỗ làm cũ của kimiko đồng nghiệp nói cô ấy có vẻ hơi cứng nhắc quá sau một hồi nói chuyện thì cô gái này đưa ra cho họ xem về một tấm ảnh nó được chụp từ bữa tiệc tất liên năm ngoái Iakumo mượn tấm ảnh đó rồi hai người lại cùng nhau đến chỗ tá Trên đường đi còn gặp được IC, anh ta còn muốn mời Haruka đi ăn cùng với họ. Đang mải nói chuyện quay lại thì không thấy Iakumo đâu nữa, sau khi chạy thật nhanh đến chỗ tá không ngờ Iakumo đã đến đây và tắm xong luôn rồi. Sau đó Iakumo nói rằng chiếc gương trong căn phòng là do người thuê gắn, nó được lắp quá thấp so với tường. Nếu là thợ chuyên nghiệp làm thì sẽ không như vậy, có thể chính Kimiko đã gắn nó dựa trên chiều cao của mình. Cô ấy không phải loại người thích chăm vẻ bề ngoài thế thì Kimiko cần cái gương to như vậy để làm gì cơ chứ? Không ngờ ở đằng sau có giấu một phong bì. Và di nguyện của Kimiko là muốn họ đốt nó, sau đó cả hai cùng nhau đến chỗ chú Isin để đốt cái phong bì đó. Sau một hồi trần trừ thì Haruka đã mở nó ra xem. Bên trong là bức ảnh Kimiko tự mình chụp, cô ấy không muốn mặc đẹp cho ai khen cả. Và chỉ muốn tự ngắm một mình, Haruka nghĩ một số người cảm thấy không thoải mái với việc trang điểm và ăn diện. Đây là một phiên bản khác mà Kimiko không muốn ai biết. Khi đốt tấm ảnh thì ngọn lửa bất ngờ bùng lớn bên trong còn hiện ra hình ảnh của Kimiko. Cô ấy cũng động viên Haruka hãy cố gắng hết sức. Chú Isin lại bắt đầu hỏi Iakumo về chuyện tình giữa hai người, nhưng anh dai lại nghĩ đó là câu hỏi ngớ ngẩn. Thấy vậy chú nói rằng con người được quyền yêu thương ai đó, đó là ý trời rồi có trốn tránh cũng vô ích. Khi rời đi Iakumo mới nhận ra Nao có áo len mới, khi được anh khen thì nó rất vui. Hôm sau Haruka lại đến chỗ Iakumo, anh tưởng cô đến đây vì có việc gì đó, vì mỗi khi Haruka đến mà nói xin chào với cái giọng tươi giói là y như rằng lại có chuyện. Nhưng hôm nay cô đến mời Iakumo đến xem mình biểu diễn, nhưng ông anh lại nói nếu hôm đó có việc gì thì sẽ gạt vụ xem biểu diễn qua một bên. Khi Haruka để vé mời lên bàn tình cờ nhìn thấy một tấm bản đồ, bên này Hajikata cũng đang đi tìm tư liệu ở căn nhà. Tình cờ phát hiện một cô gái bị ngất ở đó, người đó tỉnh dậy với vẻ mặt sợ hãi và nói có ma, cô ta ôm chầm lấy Hajikata rồi nở một nụ cười nham hiểm. Hôm nay chú gỗ tu cùng cấp dưới lại đến chỗ Iakumo, lần này lại liên quan đến cô nhà báo Hajikata, trong máy ảnh có quay được cả ma đó là nơi bốn người bị sát hại 15 năm trước, vì vụ này còn đang giang dở nên báo chí đến giờ vẫn còn đăng tin, vì vụ án này mà một lực lượng đặc biệt được thành lập và hai người họ không được tham gia bởi lệnh từ cấp trên. Thấy vậy Iakumo liền đồng ý giúp họ điều tra theo khía cạnh khác, sau đó cả ba cùng nhau đến chỗ cô nhà báo, Haji Kata nói rằng người quay đoạn băng là Hoshino Yukiko, người viết kịch bản của một hãng phim trong thị trấn, vì quá sợ hãi lên Hoshino đã được đưa đến bệnh viện. Theo giọng nói của cô ấy Haji Kata cảm thấy không bị ma nhập. Khi đoạn video được Haji Kata mở lên, Do đoạn đầu khá khó nhìn lên chú gỗ tu muốn tua, nhưng Iakumo vẫn muốn xem tiếp, còn ông anh Ishii trông có vẻ thích các vụ án ly kỳ nhưng mà lại rất sợ ma. Khi xem Iakumo lại bất giác nghĩ đến người đã gọi cảnh báo cái chết của Haruka lần trước, sau đó anh lại bảo mọi người tua nhanh đến đoạn chính. Khi nhìn thấy con ma Iakumo lại không nói gì rồi đi ra ngoài. Buổi tối Haruka vừa tắm xong thì Iakumo gọi đến, anh thông báo về việc mình sẽ không đến buổi hòa nhạc được. Khi Haruka đang định nói thì ông anh đã vội cúp máy luôn rồi. Hôm sau ở sở cảnh sát gỗ tu cung cấp dưới đang cố liên lạc với Iakumo mà không được, còn Haruka đến chỗ Iakumo và biết cả đêm qua anh không về, thấy trên bàn có một tấm bản đồ liền cầm rồi đi đến nơi được đánh dấu, đó là một nơi hoang tàn đổ nát. Haruka vừa đi vào thì một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, buổi tối chú gỗ tu cùng cấp trên đến một quán ăn, lúc này Mia bỗng nói về cô bé bị bắt cóc trong vụ thảm sát Nana Mizuki. 15 năm trôi qua giờ người đó cũng khoảng 25 tuổi, Mia bắt đầu kể lại về đêm kinh hoàng, lúc đó đang trên đường về nhà cô nghe thấy tiếng la trong dinh thự của Nanas Kanji, và Mia đến đó sau giữa đêm. Bên trong cô phát hiện một biển máu, cả bốn người nhà Nanas, ông bà Kanji, người con trai Kasuki và vợ của anh ta đều đã bị giết. Khi nghe có tiếng động ở cửa chính thì cô chạy tới đó và thấy một đứa trẻ, nhưng ngay lúc này thì cũng bị một người từ đằng sau đánh ngất. Khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Còn hung thủ Takeda là một nhà báo tự do, sau khi anh ta phanh phui vụ scandal ở trường học tư thục của nhà Nanas thì bị rất nhiều áp lực rồi sau đó mất việc. Vụ giết người đó chắc chắn là để trả thù. Tuy nhiên các bài báo của Takeda đều bênh vực kẻ yếu, tuy mọi bằng chứng đều chỉ về Takeda là hung thủ, thế nhưng cô không tin được một người luôn viết những bài báo bảo vệ kẻ khác như anh ta lại làm việc này. Hôm sau chú gỗ tu bảo IC buổi tối đến nhà Nanas điều tra, cô cậu nghe xong thì giận cả tóc gáy, vì quá sợ lên IC muốn có cả Iakumo đi cùng. Nhưng hiện tại không liên lạc được với cậu ta và giờ còn phải đi lấy lời khai của Hoshino. Ngay khi gặp cô ta thì gỗ tu lại nhớ đến người đàn bà đi cùng với bố Iakumo. Ban đêm hai người cùng nhau đến biệt thự nhà Nanas nhưng vì quá sợ lên Ishi đã ở ngoài còn ông chú đi vào một mình. Khi vào trong gỗ tu phát hiện một bộ quần áo và tóc giả, lúc này bất ngờ một người lao đến tấn công anh, bên ngoài IC -si nghe tiếng hét tí đáy ra quần. Anh lập tức cầm điện thoại báo cảnh sát, sau đó gỗ tu đã mất tích. IC -si trở về đồn cảnh sát thì bị Mia đánh cho một trận. Mia còn cảnh cáo IC -si nếu gỗ tu xảy ra chuyện gì cô sẽ không tha thứ cho anh. Vẫn như hôm trước Haruka lại đến chỗ Iakumo nhưng anh vẫn chưa trở về, còn Iakumo lúc này đang ở trong một căn nhà đổ nát, đang kiểm tra thì bất ngờ bị một cô gái tấn công. Hóa ra cuộn băng họ xem chỉ là cái bẫy để dụ anh đến đây sau đó cô ta trích điện iakumo rồi nở một nụ cười ghê rợn ở sở cảnh sát isi đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ hajikata đến và bảo anh nhờ iakumo giúp đỡ tìm kiếm nhưng cả cậu cũng không liên lạc được còn haruka thì lại không có số lúc này isi chợt nhớ ra mình vẫn cầm điện thoại của gỗ tu sau đó bọn họ tụ tập tại nhà của thầy isin họ cùng nhau bàn luận rồi xem lại đoạn video đến đoạn con ma bay qua cũng là lúc thầy isin nhận ra đó chính là mẹ của iakumo Azusa. Còn IC ngồi ngoài thẫn thờ, anh ta nói họ lên để việc tìm kiếm cho cảnh sát, thấy vậy Haruka đứng lên dạy cho anh ta bài học. Nghe xong IC tủi thân chạy ra ngoài ngồi khóc một mình, thấy vậy Hijikata chạy theo an ủi, cô ngồi tâm sự với IC. Lúc mới gặp Haruka Hijikata nghĩ cô bé là một người dễ thương, nhưng sau lần tiếp xúc mới nhận ra Haruka rất mạnh mẽ. Nghe xong Hijikata đã động viên anh và nói rằng hãy cố gắng cho đến khi tìm được Iakumo và gỗ tu, cuối cùng ông anh cũng đã thông suốt hơn rồi. Cùng lúc đó Haruka cũng đi ra một chỗ riêng để khóc. Được một lúc thì thấy Isin đi đến, trùng hợp thay Haruka lại đứng ngay trước mộ của cô giáo chủ nhiệm Iakumo hồi trung học. Akemi đã mất cách đây 5 năm, vào ngày cô ấy chết Iakumo đã định dùng dao đâm vào mắt trái, cũng may được chú Isin ngăn cản kịp thời. Vì Iakumo lúc đó cảm thấy con mắt đỏ mang lại rất nhiều tội lỗi, nhưng sau khi được chú Isin an ủi thì anh cũng đã hiểu ra, từ lúc đó Iakumo bắt đầu đi theo đường mà con mắt đó dẫn lối. Khi trở về phòng thì IC đã chờ sẵn ở đó. Anh ta muốn xin lỗi vì đã nói những lời lẽ vô tâm trước đó, sau đó mọi người lại ngồi bàn luận tiếp. Haji Kata nghĩ Iakumo đã hiểu ra gì đó khi xem đoạn phim. IC phát hiện khi đó Iakumo nhìn vào bản đồ chỉ các khu xung quanh dinh thự Nanas. Lúc này Haruka cũng hiểu ra mọi chuyện, vì trong đoạn phim không nghe được tiếng xe lửa. Nhưng đường dây ở rất gần dinh thự, vào thời gian quay phim cứ mỗi 7 phút lại có tàu đi ngang, tức là đoạn video không được quay ở dinh thự Nanas. Sau đó Haji Kata gọi điện hỏi thăm về Hoshino, nhưng họ nói cô ấy không làm việc cho chương trình nào cả, và địa chỉ khai khi nhập viện cũng là giả. Còn chú Isin bất ngờ tìm ra bức thư của mẹ Haruka, không ngờ số mệnh đã gắn Haruka và Iakumo với nhau. Chú xin kể rằng khi Azusa bị bắt cóc và nhốt trong căn nhà trên núi gần khu Nagano, hai tuần sau cô đã trốn thoát được và đã được mẹ của Haruka tìm thấy. Sau đó, cây cô liên lạc với Azusa và hai người thường trao đổi thư từ với nhau. Có lẽ Iakumo và Haruka đã bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình trước khi họ chào đời. Thời điểm đó cả hai người mẹ đang cùng mang thai. Lúc đó Azusa mang thai Iakumo và cha đứa bé lại chính là kẻ đã bắt nhốt bà. Và chú Isin đã kể cho Iakumo nghe từ lâu vì không muốn anh phạm phải lỗi lầm như thế còn lá thư này lại được gửi đến ngay sau khi azusa cố giết iakumo ra đến ngoài mọi người khuyên haruka mở lá thư ra xem thử vì mặt trái của hộp pandora có thể là hy vọng nội dung của bên trong là chúc mừng đám cưới azusa và nó còn tiết lộ hôn phu của mẹ iakumo là takeda sasuke đó chính là hung thủ sát hại nhà nanas sau khi đưa haruka về nhà an toàn Ishii lại đến đồn cảnh sát để xem lại biên bản và tài liệu liên quan đến takeda nhưng Mia lại đập cho anh một nhát. Hiện giờ cô đang rất bận rộn vì tên Takeda đã xuất hiện. Bây giờ cả sở cảnh sát đang lùng sục khắp nơi, sau đó IC được Mia cử đi dọn nhà vệ sinh đến mòn tay mới thôi. Cơ mà không ngờ cô ấy đã để tài liệu ở đó, còn cô gái lạ mặt đang muốn đến chỗ của Haruka, ngay lúc đó Takeda xuất hiện ngăn cô ta lại. Anh ta muốn dụ cảnh sát đến bao vây khu vực này và chuyển lời nhắn của Iakumo cho Haruka. Haruka sau khi tỉnh dậy thì phát hiện có người lạ mặt ở trong nhà, người đó chính là Takeda, anh ta đến để gửi cho Haruka một thông điệp, đó là cô đừng đến buổi diễn tập hòa nhạc ở sở cảnh sát IC và Haiji đang kiếm tài liệu để tìm ra gỗ tù, nhưng lục cả một đống vẫn không thấy gì cả. Còn Haruka sau khi thức dậy đã chạy một mạch đến ga tàu, cô còn bị một người phụ nữ lạ mặt theo dõi. IC sau khi không điều tra được gì liền chạy đến chỗ bác sĩ Hata. Ông ta đang điều tra về cô bé Nana Mizuki và cố tạo ra hình ảnh khuôn mặt vào thời điểm hiện tại. Pháp y thường tạo ra mô phỏng theo chuẩn mực riêng, nhưng cái này có một chút tưởng tượng riêng của Hata trong đó, có thể gọi nó là mô phỏng tùy chỉnh. Khi ông đưa tấm hình người phụ nữ khả nghi cho Iakumo và gỗ tu xem, mặt bọn họ đều trở nên nghiêm trọng rồi vội vã bỏ đi IC còn nhận ra cô ta rất giống với hoshino sau đó anh cùng Kata đến chỗ giáo viên chủ nhiệm tiểu học của nanas mizuki để nói chuyện từ nhỏ mizuki luôn vẽ một căn phòng kỳ lạ đó là nơi bí mật bố đã làm để chơi cùng với cô Kata nghĩ gỗ tu đã đi tìm căn phòng sau đó cả hai cùng nhau đến dinh thự nanas vừa vào thì một cái bóng chỉ kệ sách gần đó đang đứng thì bất ngờ Kata chạm vào một cơ quan khi kệ sách mở ra bên dưới có một đường hầm hai người xuống dưới thì thấy gỗ tu đang nằm trên đất Ông ấy cũng nói về việc bọn chúng đang muốn giết Haruka trước mặt Iakumo và chính Takeda là người đã nói cho ông biết anh ta hiện giờ chỉ là một con ma đã chết. Chính vì là linh hồn nên Takeda đã liên lạc được với Iakumo ở Nagano. Lúc này Haruka cũng đã xuống tàu trở về nhà mẹ. Sau đó Haruka đã một mình đi lên núi tìm Iakumo. Vào bên trong thì phát hiện ông anh đang bị trói và người rất lạnh. Sau khi nói chuyện và khuyên đủ thứ thì cuối cùng Iakumo cũng tỉnh dậy. Haruka đã cởi trói và đưa anh về nhà. Nhưng vừa ra đến ngoài thì bị Mizuki chặn lại. Trên tay cô ta còn cầm theo một chiếc nỏ lúc này nhóm gỗ tu cũng đã tìm đến căn nhà hoang iakumo phát hiện ông chú trốn sau miruki lên đã quay lại để nói chuyện với cô ta iakumo đã hỏi về hung thủ của vụ án tại dinh thự nanas và mizuki nói rằng chính mình đã làm việc đó cô ta là đứa con của mẹ và ông nội cho nên người bố đã yêu thương mizuki ở trong căn phòng bí mật sau đó một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô và mizuki đã giết hết tất cả những người thân của mình sau đó người đàn ông giàn dựng mọi thứ là do takeda gây ra rồi đưa mizuki đi theo đến tận bây giờ canh thời cơ cô ta không để ý gỗ tu đã nhảy ra khống chế nhưng chưa được vài phút thì bị mizuki trích điện ngã xuống đất lúc này người đàn ông đó cũng xuất hiện hắn ra lệnh cho mizuki bắn nát chân của haruka khi chuẩn bị bóp cò thì cô ta đã bị ma nhập linh hồn đó chính là mẹ của iakumo gỗ tu nói rằng khi bị giam ở nhà nanas takeda đã kể cho ông nghe một chuyện vào 15 năm trước takeda đã đính hôn với azusa nhưng sau đó anh bị bắt do vụ thảm sát nhà nanas azusa phải tự vật lộn để nuôi iakumo đã mệt mỏi sau khi lấy chồng mới thì người đó cũng bị tên takeda giết chết Azusa nảy sinh thù hận từ đấy nên đã cố giết Iakumo, thế nhưng Takeda cho rằng nếu ông ta không nhúng tay vào, thì Azusa vẫn sẽ giết Iakumo như thường. Anh thấy việc đó không hề làm sao cả vì mẹ đã không gây tởm con mắt đỏ của mình. Nhưng bất ngờ Mizuki bật dậy bắn nổ mấy bình ga gần đó. Sau đó cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để điều tra hiện trường. Hôm sau gỗ tu còn khen IC rất ngầu khiến anh ta bất ngờ. Ông chú đang bắt nạt cậu cha thì bị Mia đấm cho một nhát. Còn Iakumo cùng với Haruka đến chỗ công trường đổ nát. Sau đó mọi người cùng nhau đến thắp hương cho Takeda và Azusa. Lúc này linh hồn của hai người họ xuất hiện, Azusa đã cảm ơn Keiko rất nhiều, bà ấy còn dặn Haruka hãy quý trọng chiếc dây chuyền. Cuối cùng Azusa còn vuốt má Iakumo và nở một nụ cười rất đẹp. Sau đó ông anh lại đến buổi hòa nhạc để xem Haruka biểu diễn như đã hứa. Hôm sau hai người đưa mẹ của Haruka ra tàu trở về Nagano. Trước khi đi bà còn dặn Iakumo chăm sóc cho con gái yêu của mình. Còn Hajikata đến bệnh viện, ở đây cô được nghe kể về một hồn ma xuất hiện tại bệnh viện. Hôm nay thầy Isin cũng rất nao đến để khám bệnh, vì chú đang bị đau đầu nhẹ chú ít xin đi khám bệnh còn nao ở ngoài chờ cô bé đi dạo vài vòng thì gặp được một cô gái người đó đang nói về cái chết của con người còn hajikata đi đến chỗ của iakumo cô đã kể lại những chuyện xảy ra ở bệnh viện những bệnh nhân gặp hồn ma không bị ám nhưng có một số thì bị thương do cố bỏ chạy nghe xong iakumo đã đồng ý giúp đỡ nói xong iakumo liền đi giải quyết một vài chuyện hóa ra iakumo đến chỗ bác sĩ hata cậu ấy muốn ông ta giải thích động cơ chụp mấy tấm hình kỳ lạ hata nói rằng thân xác của người trong ảnh rất giống sở thích của ông ta xác người thường phát ra một cái gì đó rất đặc trưng nhưng tên đó còn sống mà đã có gì đó tương tự trước khi kịp biết chuyện gì thì hata đã chụp lại một bức ảnh ic nghe xong còn kết luận người đó là xác sống nữa cơ gỗ tu cũng nhận ra iakumo đang nghiến răng mà đối đầu với cha mình đang đi bỗng dưng xe phanh gấp lại ic đoán rằng vấn đề nằm ở takeda cảnh sát cứ nghĩ rằng anh ta là hung thủ nên truy bắt rất gắt gao nhưng mà kết quả là đã chết và trở thành linh hồn và ý của ic là bố của iakumo cũng giống với takeda còn bên này isin hình như đã nhận được chẩn đoán xấu và có lẽ năm sau ông chú không còn được ngắm hoa anh đào nở nữa. Buổi tối gỗ tu nhận được tin Mizuki đã bị bắt. Đêm hôm trước sở cảnh sát phía Nam đã bắt được cô ta và Mia muốn gặp Mizuki trước để tránh tên cấp trên nhúng tay vào vụ này. Ít xin sau khi khám bệnh xong đi ra thì không thấy nào đâu nữa. Khi đi tìm chú bắt gặp một cô gái ngồi cạnh hồ nước, khi đến hỏi thăm rồi nói chuyện, cô bé nhận ra ông chú cũng sắp chết giống mình. Ít xin thấy vậy liền khuyên cô bé đừng từ bỏ hy vọng, vì hiện nay số người hiến nội tạng sau khi chết rất nhiều. Cô bé thấy vậy liền hỏi ông chú có sợ chết không. Ít xin nói mình cũng rất sợ, mặc dù là trụ trì của một ngôi chùa nhưng đó là chuyện không sớm thì muộn con người cũng phải trải qua cô bé liền hỏi sau khi chết con người sẽ ra sao vì việc đó có nhiều lối suy nghĩ lên rất khó để trả lời đứng suy nghĩ một hồi ít xin nhìn thấy miếng hoa ép ở quyển sách cô bé nói khi bố và mẹ mình vẫn còn hạnh phúc cô đã làm nó từ một bông hoa đang nở trong vườn ít xin thấy vậy liền nói dù con người như thế nào thì ai rồi cũng sợ chết đến chính bản thân ông ấy còn cảm thấy thế lúc này nao cũng quay lại đây thế nên ba người đã giới thiệu với nhau và ít xin đã nhờ yoshiko làm bạn với nao còn iakumo lúc này đang kiểm tra danh sách cuộc gọi của Mizuki mà ic gửi cho sau khi xem xét tất cả bằng chứng thì chẳng có gì liên quan đến ông già của anh cả có nghĩa là Mizuki chưa bao giờ nói chuyện với người đó qua điện thoại cả lúc này bệnh viện gọi đến và cho phép họ sau đó cả hai cùng nhau đến nhà chú isin lần này iakumo đến là để mượn xe isin cứ tưởng ông anh chở haruka đi dạo ngắm cảnh sau đó chú mang ra biêu kiện mà Keiko đã gửi bên trong có một tập ảnh lớn còn có cả bức thư cho haruka nữa đó là một bức ảnh chụp gia đình cô khi chị ayaka vẫn còn sống bên trong toàn những hình chụp của Iakumo lúc còn nhỏ, ông anh đang định đứng dậy rời đi thì bị Isin ngăn lại. Lúc này Isin mới tiết lộ việc kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói nếu may mắn thì chú chỉ sống được thêm một năm. Bên này Mizuki cũng nói bố ruột Iakumo muốn chú Isin chết. Sau đó hai người mượn xe của Isin, thông qua lời nói và dặn dò hình như Haruka cũng cảm thấy lạ, còn Iakumo ngồi trong xe suy nghĩ về chuyện trước đó. Buổi tối hai người cũng với Haji đến bệnh viện, mặc dù họ được cho phép nhưng vẫn có vài điều cấm kỵ, có những phòng bị cấm và không được sử dụng điện thoại còn gỗ tu cùng với ic đang tức tốc đi tìm mọi người sau khi nghe được những lời nói của mizuki khi đến nhà thì một lúc sau isin mới dẫn nao đi ăn về chú ấy cũng đã biết điều đó và hỏi gỗ tu lên làm gì vì iakumo vẫn chưa biết tin và không liên lạc được isin dặn dò gỗ tu nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì hãy chăm sóc cho nao nhưng ông chú nhận ra từ đầu isin vẫn ghét mình vì không thích việc gỗ tu kéo iakumo vào các vụ điều tra đang nói chuyện thì gỗ tu phát hiện bố iakumo đang ở gần đó isin bất ngờ đánh ngất ông và một mình đối mặt với người đó sau đó họ cùng nhau vào trong chùa, Isin ngồi tâm sự về cuộc đời mình, mặc dù đã quy y cửa Phật nhưng con tim chú vẫn bị bóng tối mù mịt khuấy động. Nhưng chưa kịp nói xong thì tên kia đã lao tới đâm Isin. Gỗ Tu sau khi tỉnh dậy thì liền đi tìm và thấy Isin đang nằm trên sàn. IC đã gọi xe cứu thương đưa chú ấy đến bệnh viện. Lúc đang nghỉ ngơi IC gọi đến báo chuyện của Isin, Iakumo biết chú đã cố nói lý lẽ với gã đàn ông đó. Đi được nửa đường thì Gỗ Tu gọi đến bảo họ quay lại. Vì Isin được đưa đến bệnh viện vừa nãy, lúc này bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, ông ta nói rằng ít xin mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng não không đủ cho nên nó hầu như đã ngưng hoạt động hoàn toàn thấy vậy gỗ tu làm loạn ép bác sĩ đi vào phẫu thuật lại mọi người ngồi ở bên ngoài phòng bệnh còn nao thì cứ nhìn chăm chú vào trong vì rất buồn sau đó gỗ tu đã nói iakumo để mình chăm sóc cô bé cho nên haruka cùng nao đến nhà ông chú ở trên chùa cảnh sát đã có mặt phong tỏa hiện trường họ nhận được tin có vài người đã nhìn thấy mặt của hung thủ hôm sau gỗ tu dẫn bác sĩ hata đến chùa để điều tra ông ấy phát hiện mặc dù tên đó xuất hiện ở đây nhưng mà hiện trường chẳng có dấu chân nào cả đó không phải điều kỳ quặc duy nhất trong sảnh chính nơi xảy ra vụ án cũng không phát hiện thấy tí đất cát nào ở nhà giam mizuki gặp lại tên đeo kính đen hắn làm cô ta kêu gào inh ỏi và được đưa đến bệnh viện khi gỗ tu trở về sở cảnh sát mia đã đứng đợi sẵn ở trước cửa cô ấy khuyên gỗ tu lên về nhà khi bị mia tát cho một cái thì gỗ tu cũng chịu về nhà ở bệnh viện iakumo khi nhận được kính áp trong đỏ của isin anh lại nhớ về những lời mà chú đã nói lúc trước lúc này iakumo mới kể rằng isin đã đăng ký hiến nội tạng nó sẽ được lấy ra khi nhận được sự cho phép của người thân vì iakumo không nhìn thấy linh hồn của ixin cho nên anh đã không đồng ý còn đối với kẻ đã làm ra chuyện này iakumo chỉ có cam thù mà thôi lúc này một linh hồn xuất hiện cả hai cùng nhau chạy theo nó đến phòng bệnh của một cô bé bác sĩ nói rằng nó chỉ sống được nửa năm nếu không tìm được nội tạng để ghép dưới hầm để xe dường như iakumo đã phát hiện được gì đó hôm sau haruka đã kể cho gỗ tu nghe cô nghĩ rằng hung thủ không phải bố iakumo mặc dù anh ấy không nói gì nhưng vẫn có gì đó rất khác thường chắc chắn là chuyện xảy ra với chú Isin. Gỗ Tu nghe xong đoán rằng Iakumo lại giống hồi còn ở trung học. Thấy vậy Haruka rất tò mò và lo nắng lên đã nhờ ông chú kể lại. Lần đầu Gỗ Tu gặp Iakumo là vào cái đêm Azusa cố giết cậu. Đó cũng là lúc ông chú biết tên cậu là Iakumo. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Vài năm sau trong khi đang điều tra một vụ án, Gỗ Tu tình cờ gặp lại Iakumo. Cậu ấy ngồi một mình ở công viên vào ban đêm để hóng gió. Gỗ Tu nhận ra thằng nhóc chính là Iakumo. Cậu ta hỏi ông chú với một khuôn mặt đáng sợ lúc này ic chạy đến báo mizuki đã trốn thoát hai cảnh sát đã bị thương súng của họ cũng bị lấy mất còn asuko gọi đến nói rằng mình đã dấn nao đến gặp isin lên sẽ về trễ buổi chiều iakumo đến gặp tên bác sĩ để nói chuyện anh nghĩ hắn là người chủ đích làm cho isin bị chết não nhưng tên bác sĩ lại phủ nhận điều đó iakumo nói mình có nhìn được những linh hồn đã khuất và anh còn có thể cảm nhận được họ qua một dạng khác đó là linh hồn của người sống khi trải qua những cảm xúc quá mạnh thì đôi khi nó tách khỏi cơ thể sống cô bé mà anh gặp được cũng tương tự như vậy vì bác sĩ arai cư xử rất lạ nên iakumo đã tìm hiểu quá khứ của ông và biết được cô bé kia chính là con gái của ông ta người này lấy họ mam iya của mình đặt tên cho cô bé sau đó iakumo đi theo sakakibara ông nghe nói isin đồng ý hiến nội tạng nhưng không thể chờ đợi được thế nên để nội tạng của isin sẽ chắc chắn được ghép với con gái ông ta người này đã tới chùa để đâm isin để đảm bảo cho việc này chắc chắn thành công lúc này iakumo mới hỏi đến vết xước ở trên gương xe sakakibara vào đêm đó khi ông ta vội vã chạy về bệnh viện và va phải một chiếc xe đi ngược chiều Tình cờ người lái chiếc xe đó lại là Iakumo, nghe xong Sakakibara hơi giật mình và bắt đầu biện hộ, và còn cảnh cáo Iakumo về việc buộc tội một bác sĩ. Ông ta đòi bằng chứng pháp y, lúc này Sakakibara mới nhớ lại lần gặp người lạ mặt đeo kính, bất ngờ xe của thanh tra cũng đến nơi, Sakakibara thấy vậy chạy đi, đuổi nhau lên đến sân thượng của bệnh viện. Lúc này Iakumo đã đợi sẵn ở đó, thấy vậy Sakakibara mới bắt đầu trách móc rằng chú của Iakumo đã sống lâu rồi còn con gái hắn mới có 12 tuổi. Sakakibara hết cách liền lôi con dao phẫu thuật giấu trong cặp ra hắn ta lao vào tấn công Iakumo, nhưng vừa chém sượt tay áo được một cái thì đã bị anh đánh ngất. Lúc này tên bố ruột đột nhiên xuất hiện, bên dưới thì mọi người đang đi tìm khắp bệnh viện, vì không tìm thấy mọi người liền đề xuất lên sân thượng tìm. Trên sân thương hai cha con đối mặt với nhau rất căng thẳng. Iakumo hỏi về việc xúi dục tên bác sĩ, sau khi nghe tên bố ruột kể lại mọi việc, Iakimo quyết định dùng con mắt trái kiểm tra. Đúng như anh nghĩ tên bố ruột chính là một hồn ma, tuyệt vọng và hận thù đã tạo lên hình thể đó. Hắn còn nói mọi việc vẫn chưa kết thúc. Lúc này bất ngờ Mizuki xuất hiện rồi nổ một phát súng, sau đó gỗ tu ngã xuống khiến mọi người bất ngờ còn tên bố ruột đứng bên cạnh nói rằng chuỗi đau khổ và tuyệt vọng của iakumo vẫn chưa kết thúc còn lòng hận thù của anh chính là thứ hắn tìm kiếm và bất ngờ tiếng sấm vang trời sau một cái nháy mắt iakumo đã rơi vào một nơi kỳ lạ hóa ra tên bố ruột đang cố chiếm lấy cơ thể anh bên cạnh mọi người cũng đã phát hiện điều bất thường mizuki nói rằng không linh hồn nào có thể chiếm được cơ thể con người hoàn toàn phản ứng chống cự sẽ xảy ra khi cả hai nằm trong một thân xác tuy nhiên kiyuki đã lợi dụng việc đó để trốn thoát cha của iakumo muốn chiếm lấy thân xác của con trai mình thế nhưng nó cần một điều kiện đó là hai linh hồn phải có cùng một tâm trạng với nhau may thay iakumo lúc này với cha của cậu ta đang rất hận nhau thế nên việc ông ta chiếm được thân xác của iakumo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi kế hoạch của bọn chúng sẽ hoàn thành nếu như giết tất cả mọi người và đầu tiên Mizuki đã chọn haruka khi đang định bóp cò thì iakumo đã ngăn lại khi anh mở mắt ra thì cả hai đã trở thành màu đỏ thấy vậy Mizuki chạy đến để nhận được một cái ôm ấm áp nhưng không ngờ iakumo vẫn là chính mình anh khống chế cô ta rồi đá khẩu súng ra xa thấy vậy mizuki nhặt con dao phẫu thuật lên để tấn công iakumo cũng may gỗ tu dùng thân thể cường tráng hút cô ta bay ra vừa kịp đứng lên thì lại bị ic chĩa súng vào mặt đến gần haruka mới thắc mắc về con mắt đỏ cơ mà đó chỉ là kính áp tròng của chú isin còn mizuki khi biết mình bị lừa thì chĩa dao về phía hai người haruka rất lo lắng nhưng iakumo bảo mình sẽ bảo vệ cô cơ mà đang lúc căng thẳng thì mizuki lại vất con dao xuống cô ta hỏi chuyện gì đã xảy ra với tên đeo kính khi nhìn ra sau mới phát hiện hắn đang trọng thương lúc này Iakumo mới tiết lộ tên đó không phải bố ruột anh, mà là một người khác đó chính là chú Isin. Sau đó Iakumo đi đến chỗ Sakakibara và nói rằng, việc ông ta đẩy chú vào tình trạng này khiến anh rất tức giận, đến lỗi muốn để cho Iosiko chết và cho ông ta biết thế nào là đau đớn. Nhưng rồi Sakakibara cũng sẽ ghét anh vì việc đó, Iakumo không muốn gây ra thêm một chuỗi thù hận nào nữa, cho nên anh đã đồng ý việc hiến nội tạng. Sau một hồi nói chuyện thì ông bác sĩ cũng đã thông và chấp nhận đầu hàng. Và tên đeo kính không bao giờ chiến thắng được anh iakumo còn khuyên hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa nhưng tên đó chỉ nở một nụ cười ghê tởm hắn nói rằng chừng nào còn là một hồn ma thì iakumo không thể bắt giữ hay tiêu hủy mình được sau lời hẹn sẽ gặp lại iakumo vào lần gần nhất một tiếng sấm lớn trắng trời và tên đó đã biến mất không vết tích còn cô em Mizuki bị bỏ lại đau lòng Mizuki chạy một mạch rồi nhảy xuống từ sân thượng còn iakumo vì đã quá kiệt sức lên đã ngất đi sau đó cảnh sát tức tốc truy tìm Mizuki khi đến đập Setajama lợi dụng chỗ người ta đang thi công con vợ đạp thật mạnh chân ga nao thẳng xuống dưới hôm sau ở bệnh viện gỗ tu cũng đã hoàn thành ca phẫu thuật sau đó đám tang của isin được tổ chức mẹ của haruka cũng đến đây giúp họ haji kata còn kể lại mọi chuyện xảy ra cho miya nghe đang nói chuyện thì gỗ tu cùng cấp dưới và bác sĩ hata cũng đến ông chú vừa đến đã hỏi về cuộc điều tra nhưng miya nói rằng nó sẽ sớm kết thúc vì không tìm được xác sau đó lễ tang được diễn ra rất thuận lợi còn gỗ tu đã đi nói chuyện với iakumo về việc nhận nuôi nào anh còn khuyên ông chú muốn làm bố thì phải bỏ thuốc buổi tối mọi người cùng nhau dùng bữa trước di ảnh của Isin. Lúc này Iakumo đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, thấy vậy gỗ tu cũng bảo Haruka đi theo. Sau đó Iakumo đã vào trong miếu để tâm sự với Isin.